Chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt. Dưới tán cây bàng. Chuyện ngắn của tác giả Du Xe Đinh Xuân Long. Trích trong tập sang mục đồng số 10. Giọng đọc Teresa Hạ Quyên. Vatican News tiếng Việt thực hiện. Bức tranh mùa hè mỗi lúc lại được điểm tô thêm bằng những màu sắc vàng óng, như là ánh mặt trời đang phô diễn biệt tài của mình. Trong bức tranh ấy có cả sự chiến đấu chống chọi của cảnh vật và con người. Sức sống mơn mởn của cây cối mà mùa xuân mang lại nay được dùng để chống chọi với cái nắng gay gắt này. Con người cũng không tránh khỏi bài tập khắc nghiệt ấy để thích nghi với cuộc sống. Nam, một chúng sinh vừa bước ra khỏi ngôi thánh đường khi chuông điểm 12 giờ. Hôm nay Nam được về phép một tuần để chữa bệnh tại gia đình. Lần nào cũng vậy, mỗi khi có mặt ở nhà là Nam hay lui tới nhà thờ để cầu nguyện và làm một số việc phụ giúp ông Từ. Tiết trời oi bức ấy đã khéo đẩy đưa tâm trạng của Nam đến độ mệt mỏi theo. Nam vội chạy ra gốc cây bàng gần cổng nhà thờ để nghỉ ngơi và lấy lại tâm trạng bình thường. Gió hiu hiu đưa Nam vào một trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Vọng lại đâu đó có tiếng gọi. Thầy Nam! Thầy Nam! Ly gọi khi Nam đang dắt xe để trở về nhà xứ, nơi nàng đang giúp. Nam thấy vậy nên dắt xe sang một bên và ra hiệu cho Ly, sợ đứng giữa lối đi sẽ cản trở việc lưu thông của mọi người. Đây là buổi dạy giáo lý đầu tiên nơi giáo họ Trung Văn này. Nam còn đang ngờ ngợ thì Ly mau mắn giới thiệu. Con là Ly, thầy còn nhớ con không? Mình xin lỗi, mình không có nhớ. Nam vừa lắc đầu vừa mỉm cười. Tạ ơn Chúa vì con đã gặp được thầy ở đây. Lần đầu gặp thầy là tại nhà thờ mà thầy đi tĩnh tâm. Có lẽ hôm đó thầy là người đi muộn nhất và cũng không biết nơi tĩnh tâm chỗ nào. Có một cô bé đã chỉ nơi tĩnh tâm cho thầy. Thầy nhớ ra chưa? Nhanh thật, cũng 5 năm rồi. Ly nói một hồi như thể rất hạnh phúc khi gặp lại được người thân. Hóa ra là Ly à, Ly có trí nhớ tốt thật đó. Mình cảm ơn. À, xin lỗi Ly, mình phải về nhà xứ để kịp bữa cơm tối với gia xứ. Mình nói chuyện sau nhé. Nam vội đội mũ bảo hiểm và lên xe. Ly liền nhanh hỏi. Thầy dùng Zalo chứ? Nam mỉm cười và gật đầu. Nam biết ý nên đưa số điện thoại cho Ly để kịp về. Tình bạn từ đó bắt đầu chớm nở qua cầu nối Zalo mà Nam và Ly trao đổi với nhau. Mọi hoài nghi và những thắc mắc của Nam thì nay đã được Ly giải đáp. Rồi ngày qua ngày, không biết từ lúc nào mà Nam trở nên thân thiết với Ly hơn, hiểu nhau hơn và cùng nhau chia sẻ về đời sống nhiều hơn. Ly là cô gái xinh xắn, có tài ăn nói và rất tâm lý, đã khiến bao chàng trai say mê. Ly đã lập gia đình và có một đứa con gái 3 tuổi. Kết hôn sau 2 năm thì hai vợ chồng Ly sống ly thân. Ly ở vậy một mình nuôi con. Bỗng nhiên lúc này, Nam lại trở thành người quan trọng với Ly. Bởi vì Nam có thể lắng nghe và chia sẻ được nỗi thống khổ của Ly. Nam cũng không ngần ngại giúp Ly tìm ra những vấn đề ẩn sau việc ly thân của vợ chồng Ly. Và Nam rất mong có thể nối lại mối dây tình yêu cho gia đình Ly. Ly thì không thấy còn thiết tha gì, nhưng việc Nam làm cũng đủ để Ly nghiêng về bên Nam rồi. Lâu dần, mối quan hệ trở nên thân thiết hơn, không còn cách giao tiếp ngữ kính, thầy, con, mà thay vào đó là anh, em. Cũng không biết từ lúc nào mà Nam cảm nhận được con tim mình đã rung động mỗi khi nhìn thấy Ly nữa.
chiều nay ảm đạm quá, trời mưa to. Nhưng điều đó cũng không làm cho Nam chùn bước. Nam lên xe và đến điểm dạy giáo lý. Cánh cửa nhà thờ đã mở ra, và đó là niềm vui của Nam. Vì cửa nhà thờ mở là có người đến học giáo lý. Nam bước vào nhà thờ trong khi quần áo còn ướt nhèm. Nam định nán lại cuối nhà thờ để chỉnh lại trang phục, thì Ly bước đến bên Nam. Ly đã ngồi trong nhà thờ từ trước. Nam ngạc nhiên vì hôm nay Ly đến sớm vậy. Nam chưa kịp chào Ly, thì Ly bước đến, vừa nói vừa đưa tay chỉnh lại áo cho Nam. Lát nữa em phải về quê có việc, chắc mấy hôm em mới trở lại Hà Nội được. Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Em nhớ anh lắm đó. Nam còn đang ngỡ ngàng vì hành động và lời nói của Ly, thì Ly vội quay bước ra khỏi nhà thờ. Bước đi vội vàng ấy cũng đủ nói lên rằng Ly thực sự không muốn rời xa Nam. Còn Nam như nhận được sự hụt hẫng, một cái gì đó bị lấy đi bất ngờ mà không thể nào chụp lại được. Đó cũng là lần đầu tiên Nam cảm thấy rõ nét tình cảm mà mình dành cho Ly. Những cử chỉ và lời nói của Ly đã làm cho Nam thấy hạnh phúc, thứ hạnh phúc của một gia đình. Có lẽ lúc này trong lòng Nam chỉ còn sót lại hình ảnh của Ly, và Nam đã rơi vào cơn mê hạnh phúc từ lúc nào không hay. Ròng rã 6 tháng trời ôm hình ảnh của Ly và ước mơ về một tình yêu tuyệt đẹp mà Nam vẫn xây dựng trong tâm trí của mình. Nam đã thầm yêu Ly, và chính điều đó lại làm cho Nam quên rằng mình là một chủng sinh. Đối với Ly, thì Ly không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với Nam, và Ly chấp nhận sự thật đó, dù nó như thế nào đi chăng nữa. Một lần gặp Nam, Ly đã từng hỏi: anh Nam, chúng ta có điểm gì chung nào? Đồng điệu về tâm hồn, đó là điểm chung của chúng ta. Nam đáp lại với giọng điệu hết sức chân tình: vậy chúng ta yêu nhau đi. Ly nói. Câu nói đó làm Nam khựng lại, không thể trả lời Ly ngay được. Ly vội bước đi trước, để lại Nam một mình bơ vơ giữa dòng đời. Cuộc sống vẫn đang trôi qua tấp nập, hối hả, mà Nam cảm thấy như mình trơ trọi giữa nơi hoang mạc. Chuyện này xảy đến thì mình không thể trốn chạy, phải đối diện thôi, Nam nghĩ. Trong nhà thờ lúc này ánh đèn trầu vẫn leo lét cháy sáng. Đôi lúc cơn gió thoảng qua làm cho ánh đèn tưởng chừng như muốn ngã xuống. Nam quỳ bên Chúa mà lòng vẫn đi tìm kiếm hình bóng Ly. Một hồi lâu, Nam định tâm và hướng lên Chúa để xin Ngài hướng dẫn cho bước đường khó khăn này. Đối với đời người thì chẳng ai chấp nhận cho mối tình này vì Ly đã có gia đình. Nhưng ai hiểu cho hoàn cảnh của người đang yêu, nhất là cho Nam lúc này. Tình yêu thì đâu có lỗi, nhưng lỗi tại người không biết yêu thương đúng cách mà thôi. Nam cũng đang bị mắc kẹt trong cái gọi là tình yêu. Tình yêu đã che lấp đi lý trí và khiến Nam lạc lõng giữa đời. Trong suốt một tuần Nam đi tìm kiếm câu trả lời cho mình. Có lúc Nam cứ tìm kiếm một điều gì đó mà chính Nam cũng không biết nữa. May thay, qua một lần gặp gỡ và chia sẻ với vị sư già mà Nam đã tìm ra câu trả lời. Đó cũng là ý Chúa muốn nói với Nam thông qua vị sư đó. Vị sư già nói, trong Kinh Tăng Chi Bộ của nhà Phật có nói, không có một hình sắc nào có thể thu hút người nam cho bằng hình sắc của người nữ. Và người nam xuất sĩ cũng rơi vào trường hợp như vậy. Còn người nữ thì bị trói buộc bởi ánh mắt, nụ cười của người nam. Vị sư thấy Nam suy tư thì nói tiếp, có những lúc trong cuộc đời, khi bạn nhớ thương một ai đó, đến nỗi muốn kéo người ấy ra khỏi giấc mơ để ôm người ấy vào trong vòng tay.
Nam gật đầu với vẻ tán đồng về điều ấy. Vị sư già nói tiếp: tình yêu bắt đầu bằng một nụ cười, đơm hoa bằng một nụ hôn, và kết thúc bằng những giọt nước mắt, dù vui hay buồn. Điều này đã bắn trúng tim đen Nam, và hai người trò chuyện hồi lâu với nhau. Nam đã ngộ ra rằng mình phải đối diện với nó, chứ không phải là trốn chạy. Yêu là phải hiểu, chứ không phải là cứ yêu một cách mù quáng. Mối tình này cần thăng hoa nó lên thành tình cảm thiêng liêng, chứ không thể phàm tục được. Trước khi ra về, vị sư già có nói với Nam: muốn họ được hạnh phúc thì phải bảo vệ hạnh phúc của họ đang có và giúp họ lấy lại hạnh phúc nếu có đã đánh mất, chứ không phải chiều theo ý thích của họ dù điều đó họ cho là tốt. Nam tạm biệt và cầu chúc bình an của Chúa cho vị sư già và thầm tạ ơn Chúa vì đã giúp Nam. Nam trở về với tâm hồn bình an và không ngần ngại trả lời cho Ly, giúp Ly nhận ra ánh sáng trong việc này. Dù cho mối quan hệ này không còn bền chặt nữa, thì Nam vẫn muốn giữ trọn đời tu và muốn gia đình Ly được hòa hợp. Nam luôn sẵn lòng giúp gia đình Ly được hòa hợp nếu Ly muốn. Nam muốn Ly có được một hạnh phúc trọn vẹn, vì khi nỗi đau qua đi thì hạnh phúc trọn vẹn sẽ đến. Và Nam tin điều đó sẽ đến với Ly. Nam nói với Ly khi gặp lại Ly tại buổi học giáo lý. Tiếng ve sầu ngâng lên làm cho bức tranh mùa hè thêm sống động hơn. Nam giật mình tỉnh giấc, lấy vạt áo lau mồ hôi ướt đẫm đìa trên khuôn mặt. Một cơn gió thoảng qua làm cho Nam thấy rùng mình. Rùng mình vì cơn gió lạnh bất ngờ trong cái tiết trời oi bức. Rùng mình vì quá khứ mà mình đã đi qua. Những tán cây bàng vẫn che chắn cho Nam khỏi những tia nắng rọi xuống. Thi thoảng, gió thổi làm cho cánh lá uốn lượn tạo nên lỗ hổng và tia nắng chiếu thẳng xuống Nam. Nam nghiệm ra rằng Thiên Chúa vẫn luôn che chở cho Nam trong mọi biến cố cuộc đời. Dù trời mưa hay trời nắng, dù gió nóng hay gió lạnh, thì điều quan trọng là mình biết đón nhận nó ra sao, nhìn theo khía cạnh nào. Thay vì bực tức thì hãy đón nhận nó như một món quà của cuộc sống vậy.